Quý vị nào đang bị nám da hoặc da không được trắng, không được mịn, hãy dùng ngay sữa ông chúa số 63 hoặc 63.1 của Nutrition Depot. Sau đây là lời chia sẻ của nữ ca sĩ Thanh Trúc nói về sự hiệu nghiệm của sữa ông chúa số 63.1. Bây giờ những người khác lâu lâu họ mới gặp Trúc thì họ nói sao? Thì một cái điển hình đó là Philip Huy, là nam ca sĩ Philip Huy, là bạn rất là thân với em. Hai tuần không có gặp em. Khi trở lại gặp em về tới nhà em, cái hôm đó em không có đánh make up, không ở nhà mà đâu có. Em mới tới nói, ủa sao hôm nay mặt đẹp quá vậy? Em nói, ủa, đẹp hả? Mình nhìn vô, ủa đẹp hả? Nói chứ, trời ơi, see, it's like there's a glow in you. Nó thấy mặt của Trúc nó glow lắm. Nói, oh my god, oh thank you. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 1-888-333-1531, 1-888-333-1531, website sữaongchúa.com.